Vậy là video đến đây đã kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem video này? Hãy comment bên dưới để AD đẹp trai và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để xem những video bổ ích về Laurier trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Còn tại sao thì anh nguyện chờ cho em rồi.